Xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh đến từ Celtic Studio. Trong video này mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ thư viện Celtic Studio Tree. Đây là bộ cây cực kỳ đẹp và cực kỳ đặc biệt do mình đã convert từ bên model 3D Max sang. Cái ưu điểm của nó là cực kỳ nhẹ. Ví dụ ở đây các bạn thấy là cây này chỉ có 3,6 m này. Thế nên là việc các bạn kéo thả vào trong bài để sử dụng là cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi thả vào bài các bạn sẽ thấy là nó chỉ là một cây 2D như thế này thôi. Tuy nhiên sau khi render ra thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy được toàn bộ các cái chi tiết của cái cây này, nó thành một cái cây 3D với đầy đủ chi tiết và vật liệu. Vật liệu lá cây mình cũng đã tự mà nó cũng đã convert để cho nó có thể có cái độ xuyên sáng y hệt như là bên 3DS Max. Đây các bạn thấy vật liệu lên rất là ok này. Với một cái cây mà đầy đủ chi tiết cành lá như thế này ấy, mà các bạn sử dụng model full su ấy, thì nó sẽ rất là nặng bài. Và gần như là cả bài của các bạn nó chỉ có thể sử dụng được một cái cây thôi. Nhưng mà với cái cây của Celtic như này ấy, thì các bạn có thể là trồng hàng nghìn cái cây mà bài trong model su ấy, chúng ta xoay hình nó vẫn rất là nhẹ. Nhưng mà khi render ra thì nó lại đảm bảo được rằng là nó đầy đủ chi tiết và vật liệu. Các bạn sẽ không cần phải làm lại vật liệu nữa. Bộ cây này mình sản xuất cho phiên bản V-Ray 4 và V-Ray 5. Nó sẽ tùy từng bộ và với phiên bản su 2020 trở lên. Nên là các bạn nếu mà sử dụng các phiên bản V-Ray thấp như là V-Ray 3 hoặc là Su 19, 15 gì đó thì các bạn sẽ có nhiều khả năng là không thể dùng được. Các bạn có thể truy cập website của mình là celtic.net, sau đó truy cập vào mục download thư viện và vào mục là phần mềm giáo trình. Trong này mình có upload đầy đủ link download của các cái phần mềm đồ họa từ SketchUp cho đến V-Ray các phiên bản mới nhất và kèm theo hướng dẫn cài đặt rất là chi tiết và đầy đủ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể download giáo trình V-Ray 5 hoặc là giáo trình SketchUp về để xem nha. Tuy nhiên là với bộ cây này, các bạn phải xem thật kỹ cái video hướng dẫn này. Nếu không, các bạn sẽ gặp một số cái lỗi điển hình như là lỗi render ra và không nhìn thấy cây, không thấy cây đâu cả. Hoặc là cái lỗi mà render ra nhưng mà thấy cây đen thui. Để tránh lỗi đó thì các bạn làm như sau. Thứ nhất, sau khi các bạn download về thì các bạn sẽ được các cái file nén như thế này. Và các bạn sẽ copy cái file nén này vào ổ D trong máy tính của các bạn. Đây, ví dụ đây là máy tính của mình. Thì các bạn sẽ phải bắt buộc các bạn phải copy vào ổ D. Các bạn không được phép copy vào bất kỳ ổ nào như ổ A hay ổ E hay ổ F. Tất cả các ổ này thì khi mà các bạn copy vào thì render ra đều sẽ không nhìn thấy cây. Nếu như máy tính của các bạn vì một lý do nào đó mà không có ổ D, ví dụ các bạn chỉ có ổ E hoặc là ổ F thôi, thì sẽ làm như thế nào? Rất đơn giản, các bạn lên Google, các bạn gõ là hướng dẫn đổi tên phân vùng ổ cứng mà không làm mất dữ liệu. Sau đó các bạn xem hướng dẫn, ví dụ như ở đây hướng dẫn này, cách thay đổi tên chữ cái ổ cứng Windows này. Các hướng dẫn này cực kỳ chi tiết bằng hình ảnh theo từng bước một, các bạn cứ làm y hệt theo hướng dẫn này là chắc chắn sẽ làm được. Một trường hợp khác là máy của các bạn chỉ có duy nhất một ổ C và không hề có bất kỳ một cái ổ nào khác ngoài ổ C. Thì cách xử lý cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ lên Google gõ là hướng dẫn chia phân vùng ổ cứng trong Windows. Đây ví dụ như cái kết quả này. Tương tự hướng dẫn này cũng cực kỳ chi tiết và bằng hình ảnh các bạn cứ làm theo y hệt là được. Tóm tắt lại các bạn phải cho vào ổ D. Sau khi cho vào ổ D các bạn sẽ giải nén ra bằng cách chuột phải vào cái file nén này và chọn giải nén là Extract Here. Các bạn tuyệt đối không được giải nén bằng Extract To hay là Extract File hay là gì đó. Chỉ bắt buộc phải giải nén bằng Extract Here là được. Sau khi giải nén xong các bạn sẽ được một cái folder như thế này. Như vậy là thành công. Việc tiếp theo của chúng ta chỉ là vào trong cái folder này và truy cập vào thư mục nó chứa cái file su. Và sau đó các bạn có thể mở file su ấy lên hoặc là thường là chúng ta sẽ kéo thả vào bài và render. Tuy nhiên chỗ này mình lưu ý cực mạnh. Xin phép mượn hình ảnh của một bạn bị lỗi và hỏi mình. Bạn ấy cũng nói là đã làm y hệt như video hướng dẫn. Trước đây mình có làm một video hướng dẫn khác nhưng mà hôm nay mình làm lại một cái video hướng dẫn này cho nó cụ thể và rõ ràng hơn. Bạn này cũng bảo là cũng đã cho cái file nén vào ổ D và cũng đã giải nén đúng như hướng dẫn nhưng mà render ra vẫn không thấy cây. Thì ở đây sau khi bạn này gửi cho mình cái ảnh này thì mình thấy rằng là bạn làm chưa đúng hướng dẫn, chưa đúng ở chỗ nào. Các bạn sẽ thấy đây là cái file nén của bạn ấy và đây là cái folder bạn ấy giải nén ra. Tuy nhiên cái folder này nó không nằm trong ổ D mà nó đang nằm trong một cái thư mục con ở trong ổ D tên là thư viện su. Tức là sau khi vào trong ổ D ấy, bạn ấy lại vào thêm một folder nữa và để cái file nén đó ở trong một cái folder con là folder này và sau đó giải nén thì như vậy nó không đúng đường dẫn. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, bắt buộc các bạn phải để ngay ở bên ngoài ổ D, không được nhét vào trong bất kỳ folder nào khác. Và trong folder này đương nhiên các bạn sẽ thấy có một số phần quảng cáo về các cái khóa học và các cái bộ video mình đang bán. Nếu mà hứng thú các bạn có thể mở lên xem. Tuy nhiên các bạn lưu ý giúp mình là tuyệt đối không được xóa bất kỳ thứ gì trong folder này. Tại vì nếu mà các bạn xóa những cái folder dữ liệu này thì nó sẽ khiến cho khi các bạn render ra thì một là cũng không thấy cây, hai là cũng sẽ thấy cây nó bị đen thui. Tại vì nhiều bạn sau khi giải nén ra ấy, lại thấy cái folder này dữ liệu nó nhiều quá tận 3,1 GB trong khi là ổ cứng của các bạn chật mất rồi. Nên là các bạn mới vào trong này các bạn xóa bớt những cái thư mục khác đi. Ví dụ các bạn thấy là đây là thư mục chứa file su chẳng hạn.
Do các bạn thấy có một cái thư mục là Hoàng Anh đẹp trai mà thư mục này trông vớ vẩn quá, thế các bạn xóa thư mục này đi. Thì xin thưa các bạn, bởi vì các bạn thấy thư mục này nó nặng tận 2,41 GB này. Các bạn thấy thư mục này thừa quá, không có phép su nên các bạn xóa. Thì cái đó nó cũng sẽ dẫn đến cái lỗi là các bạn render ra không thấy cây hoặc là sẽ bị cây nó bị đen thui. Một cái lỗi nữa mà các bạn cũng hay gặp đó là lỗi render ra cây bị tối. Kiểu như này, các bạn muốn cho cái lá cây nó sáng lên nhưng mà các bạn lại không làm nào được. Thì thực ra đây nó không phải lỗi. Đây nó chỉ đơn giản là do cái thiết lập ánh sáng của các bạn chưa đúng thôi. Thường là do các bạn đi sáng nó chưa đủ sáng, thì các bạn tăng sáng lên cho nó đủ sáng là được. Ví dụ đây là một cái bài mà khi mà chúng ta chưa tăng sáng thì các bạn sẽ thấy là cây cối nó bị tối đen như này. Và khi mà các bạn tăng sáng lên thì các bạn sẽ thấy là cây cối nó không bị sáng, nó không bị đen nữa. Ví dụ như này đi ha. Thì các bạn sẽ thấy là cái cây này ở đây nó không bị tối nữa. Tuy nhiên là các bạn hay hỏi mình là khi mà tăng sáng như vậy ấy, thì cái công trình của chúng ta, ví dụ như cái nhà này này, nó lại bị cháy sáng và mất chi tiết không nhìn thấy gì cả. Thì đây là cũng là một cái lỗi mà các bạn hay hỏi mình. Thì lại một lần nữa câu trả lời của mình đó là các bạn đang chưa biết cách để thiết lập ánh sáng đúng cách. Các bạn thấy ví dụ như ở đây, cái cây nó vẫn đủ sáng, vẫn sáng trưng và nhà vẫn nhìn rõ được chi tiết, nó không bị cháy sáng quá. Thì cái này nó hoàn toàn nó không phải lỗi nhá, cái này hoàn toàn là do cách các bạn sử dụng V-Ray nó như thế nào thôi. Các bạn đi sáng đúng cách là bài nó sẽ đẹp ngay. Còn để biết cách đi sáng đúng cách thì rất đơn giản là các bạn có thể truy cập vào Celtic.net, sau đó vào phần các khóa học, sau đó các bạn có thể tham khảo bộ video render ngoại thất. Đây là một bộ video mình hướng dẫn về cách render ngoại thất. Nội dung chính của bộ video này là các cái phương pháp làm ánh sáng trong ngoại thất, bao gồm có V-Ray Sun, HDRI, rồi render với nhà nhân tạo, với ánh sáng nhân tạo, rồi render buổi tối. Ngoài ra thì mình còn tặng kèm rất nhiều tài liệu hữu ích khác như là hướng dẫn thiết lập setting ngoại thất, hướng dẫn cách render siêu nhanh chỉ 2 đến 5 phút một ảnh, hướng dẫn làm vật liệu cơ bản trong ngoại thất, hướng dẫn trồng cây rải cỏ, hoặc là video hướng dẫn làm một công trình từ A đến Z với model trắng tinh, hoặc là hướng dẫn làm hậu kỳ để nâng cao chất lượng ảnh. Và đây là một số sản phẩm sau khi mà các bạn xem xong video này các bạn sẽ chắc chắn làm được. Đây là cái cam kết của mình là chắc chắn các bạn sẽ làm được y hệt như các cái ảnh dưới này. Đây là một số hình ảnh mà mình hướng dẫn làm trong video, từ trải dài các công trình từ nhà phố cho đến biệt thự, rồi chung cư, nhà cao tầng, rồi quán cà phê, đầy đủ các cái khung cảnh từ buổi sáng cho đến buổi tối. Bộ video này hiện tại có giá là 2 triệu và sắp tăng lên 2 triệu rưỡi đến nơi rồi. Tại thời điểm mà mình đang thu hình bộ video này, tức là tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2021, thì giá của bộ video này nó vẫn là 2 triệu. Tuy nhiên video này sẽ tăng giá lên 2 triệu rưỡi trong thời gian sắp tới. Và các bạn yên tâm rằng là mình chỉ tăng giá thôi chứ mình không bao giờ giảm giá. Từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ giảm giá tất cả các cái video hay khóa học của mình. Thế nên các bạn mua sớm thì nó sẽ là rẻ nhất. Và trước sau đằng nào cũng mua sớm nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Rồi, ok vậy thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.